Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì chương trình. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và bà con cử tri. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 4 chương trình. Qua đó, các bất cập tồn tại cử tri phản ánh đã được các ngành địa phương tập trung giải quyết, đồng thời cũng thể hiện được vai trò giám sát cũng như sự đồng hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố với các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm bức xúc. Chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần này tập trung vào hai phần chính với các nội dung cụ thể như sau. Phần thứ nhất, tập trung rà soát kết quả thực hiện thông báo kết luận tại chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ tư, nhất là những bất cập về lộ trình, kích cỡ phương tiện, thông tin tuyên truyền trong công tác thực hiện khai thác các tuyến buýt trợ giá, các giải pháp kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, tình trạng ngập úng tại khu vực đã và đang triển khai thi công các tuyến đường và một số khu dân cư trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, chương trình lần này tiếp tục thực hiện rà soát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phần thứ hai, xoay quanh các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn cuộc sống của người dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, qua chương trình lần thứ tư, 14 kiến nghị thuộc 3 nhóm vấn đề đã được các ngành địa phương tập trung giải quyết. Đối với hơn 1.460 ý kiến từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã được giải quyết hoàn thành 91%. Các vấn đề liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn cũng đã được các ngành địa phương triển khai thực hiện. Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung giám sát và thông tin đến cử tri. Tại chương trình, cử tri thành phố cũng đã nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến hai nội dung trọng tâm của chương trình, trong đó vấn đề cơ chế chính sách và giải pháp về chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư của thành phố nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri. Thì cái chủ trương mà ngắt sóng điện thoại 2G á, thì là chủ trương chung của cả nước, thì đương nhiên phải thực hiện. Nhưng thực tế là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta là vẫn còn khá nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang dùng điện thoại SIM 2G. Thì trước tình hình trên, thì thành phố có chủ trương gì để hỗ trợ, giúp đỡ đối với những người nghèo, hộ gia đình rất khó khăn đang sử dụng điện thoại 2G? Đà Nẵng cũng mong muốn là cắt cái sóng 2G trong năm 2024. Tuy nhiên là qua khảo sát thì hiện nay chúng ta thấy rằng cái sóng 2G không chỉ rằng là dùng để alo không, mà hiện nay nó còn có cái việc tích hợp vào một số các cái thiết bị đầu cuối. Do vậy nếu cắt sóng 2G thì một số các cái dịch vụ nó liên quan đến ảnh hưởng đến cái hệ thống. Do vậy rằng là cái việc này thì sở cũng sẽ tiếp tục rằng là tham mưu và đồng thời rằng là sẽ hỗ trợ đối với người dân trong cái việc cắt sóng 2G. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các cấp ngành ra soát lại hệ thống camera an ninh này, có chủ trương nâng cấp sửa chữa để phát huy và phục vụ tốt mục đích đã đặt ra, tránh lãng phí nguồn lực để lắp đặt hệ thống camera trong dân này. Đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố để chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí cái nguồn ngân sách để hỗ trợ cái việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên đối với 1.519 camera xã hội hóa mà đang còn cái hoạt động, và khôi phục lại một số cái vị trí quan trọng để phục vụ đảm bảo an ninh trật tự trong số 3.300 cái camera mà không còn hoạt động. Ở nhóm vấn đề về chính sách xã hội, cử tri thành phố cũng đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo gặp nhiều khó khăn. Chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia, đầu tư xây dựng một số công viên vườn dạo trong khu dân cư, về nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nông thôn.